Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với Ngọc Thanh Tâm Official. Còn nếu lần đầu tiên các bạn đến với kênh Ngọc Thanh Tâm Official, cảm ơn các bạn đã lựa chọn video này với hàng ngàn cái video ngoài kia. Tâm đang ở Vincom và Tâm hôm nay Tâm có một buổi livestream một nhãn hàng rất là lớn. Và sau buổi livestream này Tâm sẽ gọi là đi thẳng ra sân bay, phóng như bay ra sân bay để mà có thể đi ra Nha Trang. Còn lý do vì sao đi ra Nha Trang thì các bạn hãy cùng theo dõi video này của Tâm nha. Đây là nước đào với xả. Không sao. Tắm này nó mới mập nè. Có cái. Không sao đâu em, chị sắp được ăn rồi, chị đói quá. Này chị sợ là vừa live mà bụng nó vừa kêu trên live không mà. Ồ bánh. Resort đóng cửa 2 ngày rồi. Vô chị thấy sao resort mà lại có thịt đóng cửa là sao? Ờ không biết luôn. Chứ mình bút kiểu gì? Bút rồi không biết là bên đây nói là không biết là có gửi. Bà tuổi gì? Cho không mà. Em là tới nơi rồi mà resort đóng cửa. Em nghe đồn trước đi. Nhưng mà nhưng mà sao lại có cái chuyện resort đóng cửa chị? Thì mới vậy. Hồi tối hôm qua là hủy chuyến bay rồi. Giờ chuyến bay xong rồi giờ tới rồi thì đóng cửa. Chuyến bay hôm nay là cũng vừa tới thì lui mấy bận á. Sao resort có đóng cửa chị? Có chuyện này có gì xảy ra không? Không biết. Nhưng mà tới thấy ghi. Mà sao con không thấy thông báo là nay đóng cửa ha? Trời ơi. Ôi cuộc đời chứ bây giờ nghe được cái câu mà resort đóng cửa. Một cú lường. Ôi trời ơi, là bên đảo hả? Oh, no. À, nó ở lại nó luôn đó, mình không đi ra đâu. Chúng ta hiểu chúng ta quá mà. Không ai biết, chỉ có người dân local địa phương biết thôi. Bình thường là mọi người hay ăn những quán khác, nhưng mà những quán khác bây giờ thì đã đang bị commercialize rồi, chừng bị thương mại thị trường rồi, cho nên là cái quán này rất là ngon. Đây là quán nem phần bà Năm ở 50 Thống Nhất. Nhớ nha. Đói quá. Bây giờ thì là Tâm đang chuẩn bị get ready để mà đi ra biển chơi với mọi người. Tâm mới vừa đánh răng rửa mặt xong rồi, thì bây giờ Tâm sẽ làm những cái bước tiếp theo, skin care vân vân, bôi kem chống nắng rồi thay đồ nọ để ra biển với mọi người. Mọi người đã đi ăn rồi, ST rồi bạn Tâm, Jenny với lại Quân Ngọc thì đi ăn rồi, chỉ còn muốn một vài người trong đó có Tâm ở lại thôi. Thì lát nữa Tâm phải chuẩn bị sự phải nhanh để Tâm chuẩn bị phải đi ra biển, chứ không là tàu bè là không có đợi. Cái gì có thể đợi mình được, chứ mà biển với lại nắng là không nha, cho nên là phải tranh thủ. Để rửa cái mặt cái nha, để làm ướt mặt cái.
Tâm mới vừa được label tặng cho một cái máy này, label Sonic and Ionto, là một cái máy để mà lấy đi chất dơ này, bã dầu với lại tế bào chết trên da của mình, rất là hay. Sáng sớm Tâm làm cái này chứ. Trước khi sử dụng lần đầu, các bạn nhớ sạc trước để đảm bảo máy đủ pin nha. Đèn đỏ là pin chưa đầy và đèn xanh là pin đã đầy. Đây là khi mà các bạn làm cái máy này là da các bạn phải ướt nha. Cái máy này rất là hay, đó chính là đây, các bạn bấm vào đây nè, đầu mở đầu này, bấm vào đây. Màu xanh là máy đang trong cái chế độ lấy tế bào chết và lấy bã nhờ này nọ trên da của mình. Còn tối nay Tâm sẽ sử dụng màu đỏ là cái này. Đây là một cái chế độ để mà đẩy tinh chất của serum vào trong da của mình. Mấy đứa có giật không tôi? Rồi đây, các bạn thấy là nó nước nó bắn ra nè, đã nè. Các bạn đẩy lên, các bạn phải úp lại nha. Úp lại như vậy thì mới lấy được các tế bào chết và bã nhờn dơ trên da của mình. Đó, các bạn thấy nước bắn ra không? Các bạn thấy nước lấy không? Cái máy này rất là tốt cho việc lấy đi tế bào chết cũng như là các mụn đầu đen, cái mụn trắng ở trên mũi này nè. Thật ra ngày xưa Tâm cũng vậy, Tâm cũng rất là thích lụn cám. Tâm thích lắm các bạn, nó thiệt là lâu lâu Tâm vẫn làm. Nhưng mà thật ra lụt bụng cám không có tốt đâu. Lụt bụng cám thật ra là không, nó không có lấy đi hết được. Thật sự nó không có tốt luôn á. Bây giờ Tâm đang lấy những cái phần xung quanh trước nha. Lát hồi cái mũi mới là một cái gọi là diva của buổi tiệc. Vừa cái shape của cái mũi luôn á. Hồi hộp á. Nếu các bạn đang sử dụng máy mà thấy máy ngừng là vì máy có chế độ sẽ tự động tắt sau 5 phút hoạt động. Vì 5 phút là thời gian lý tưởng để sử dụng máy. Không nên sử dụng hơn nha. Ủa, vừa lấy được cục mụn các bạn ạ. Các bạn phải nhớ phải úp xuống nha. Không úp xuống là lấy không, nó không lấy được đâu, lấy khó lắm. Các bạn thấy những cái chấm chấm dơ dơ, cái bờn bờ ở đây không? Ở đây còn có được một cái mụn ở đây nè. Đó. Có thể khi các bạn làm nó, các bạn hơi đèn một chút xíu thì là da nó sẽ hơi đỏ ửng lên một chút xíu. Nhưng không sao hết. Vì lúc nãy Tâm cũng bị đỏ ửng nhưng mà nó cũng hết rồi. Sau khi đi về nhà và sử dụng thêm máy xông mặt trước khi sử dụng label thì Tâm thấy có hiệu quả hơn rất là nhiều. Các bạn có thể áp dụng nguyên tắc này nha. Lưu ý là một tuần các bạn chỉ nên sử dụng máy 1 đến 2 lần, mỗi lần 5 phút. Và nếu các bạn thường xuyên trang điểm thì nên dùng mỗi ngày, nhưng mỗi lần chỉ được 1 phút thôi nha. Biển á, ngồi dưới nước. Ồ, cái đó vui á. Chắc mẹ chơi đó. Ngồi dưới nước vui á. Cái đó nó hơi ù, nó hơi bị ấy tay tí, ép cái lực cái pressure dưới nước á. Áp suất. Áp suất nó sẽ làm cho tay mày nó hơi bị ù tí nhưng mà không sao. Rồi nó có dịch vụ chụp hình. Ủa là mình đi dưới nước sâu hả? Là mình như là mày lặn á, thay vì mày lặn thì là mày đi ở dưới cái bờ, dưới cái mặt đất ở dưới biển á. Nói nghe nè, mình còn ai khác không à? Đừng có để Kim lái à. Nó nhỏ, ấy chết không nghe. Chết không nghe. Em nói là đừng có để ai lái, đừng có để Kim lái. Bánh mì hả? Bánh mì heo quay. Cho xin một đồ với nào. Đó hả? Này con đi. Hai đứa mình ăn ngồi đi nha. Dạ, hai em ăn một đồ cũng được, em ăn đem ăn. Hai đứa mình ngọt ngào quá. Vậy thôi mỗi đứa ăn ổ. Ủa? Nhỏ xíu à chị. Thôi lên đó đi, lên ăn. SC nhìn sang trọng á hả? Nhìn như là ở dưới của Bạc Liêu. Chỉ cái là mặc đồ sai thôi, đang phải lining nè. Những công tử Bạc Liêu á. Đang phải lining nè. Còn hai. Còn lining của bà còn này thì màu đậm quá nè. Áo có theo hoa nữa mà. Là dù ai nó ngã nó nghiêng lòng tay vẫn dẫn đứt hơn cả nhà. Không, miếng này không phải là, miếng này là không phải là nhợt mà là miếng này cũ. Cái miếng này nó kiểu miếng cổ điển á. Cái miếng hơi cũ. Qua một miếng mới đi à. Qua một miếng vui, cười bể bụng coi à. Bể bụng không? Bể bụng mà. Máy quay coi vậy đưa cái đít vô à. We'll be right back.
đây là đảo Hoàng Tầm nha mọi người. Hôm đó cả nhóm khởi hành hơi trễ nên chỉ đủ thời gian để chơi hai trò chơi thôi. Đầu tiên là trò đi bộ dưới biển, giống như kiểu mình đi trên mặt đất hoài chán hay gì á mà tự nhiên rủ nhau xuống biển đi bộ. Nhưng mà vui nha. Ôi, phong cách của anh Facebook á. Anh mod hả? Anh Facebook tên gì ạ? À? Anh mod ạ. Mod gì? Mod Facebook ạ. Mọi người nên bôi như thế này á. Mà kiểu trời không nắng thì bôi thế này thì chống nắng rất hiệu quả nha mọi người nha. Trời không nắng. Thì giờ nè, bây giờ người ta đang chuẩn bị máy nè. Rồi bây giờ đi theo mình ra chơi nha, mình chưa biết chơi. Hên xui nha mọi người. Lát mình còn thích tâm một chơi vui nữa nè. Sau đó là hành xác với môn flyboard. Mà vì sao hành xác á thì các bạn hãy theo dõi những chiếc đoạn sau đây nha. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi đó. Đúng rồi. Ra hành xác là Tâm nói đùa thôi, chứ chơi xứng đáng lắm nha mọi người. Khi các bạn chơi trò chơi này thì ngoài việc không sợ nước, các bạn chỉ cần gan dạ bình tĩnh là đứng được hết. Nói chung là bình tĩnh, tự tin, không gây cú nha. Ok các bạn ơi, đây là cái quán hải sản á, tên là Lan Chi. Mà lần nào có ai có khách đến Nha Trang này là gia đình Tâm cũng dắt tới đây hết. Bởi vì ở đây là vừa rẻ mà vừa ngon. Đúng không ạ? Chưa ăn. Đúng không ạ? À, đúng không ạ? Đúng. Ở đây là quán tên là Lan Chi ở số 4 Tháp Bà. Ở phía dưới này nè, có cái món nữa rất là ngon tên là lăng xương. Tên là bánh lăng và đông xương. Đây. Ở đây gọi là đông xương nhưng mà đông xương là rau câu á mọi người, rau câu. Rau câu bánh lăng ngon ha, lăng xương. Nãy giờ mẹ ăn tôm tít và ốc hương ạ. Không ạ. Và ốc hương hơi nhỏ so với mình ạ. Ngon không? Ngon, vị ngon. Ra ốc hương mà nhỏ chứ ngon chứ đúng không ạ?
em cũng ba con. Ăn cho hết nha. Cho đi muộn đi chị. Vậy cho con xin một con thôi. Cho đẹp để con quay tiếp ha. Cái gì quay phim, em lo cái phần quay phim của em nhưng em còn xin một con. Đáng quay phim đó. Cái gì mà ham hố đẹp không biết. Bởi vì không ai thương em với anh đúng không? Cho em con này. Đây, hãm một ra. Em cảm ơn anh. Hãm một ra. Đây, hãm một ra. Rồi, quay gì thôi, trả lại đây à. Ăn nhâm nữa không à? Ăn rồi. Okay, xin thưa với các bạn, đây là cái nơi bánh bánh flan và đông xương và rau câu á, bánh flan và rau câu mà Tâm hay ăn. Và các bạn có để ý là bên đường có gì không? Tiệm vàng nha. Tiệm vàng tên Ngọc Thanh Tâm nha. Ai của mình không vậy? Không ạ. Nhưng mà không hiểu vì sao nó có tên Ngọc Thanh Tâm ạ. Không hiểu luôn. Ai cũng tưởng là của Ngọc Thanh Tâm. Nhìn nhìn bảng hiệu nè. Kiếm kiếm kiếm. Thấy chưa thấy chưa? Tiệm của Tâm á. Mọi người có cần thu đổi ngoại tệ không? Có. Một số lượng 500.000 không? Thì người ta ủa ở đây ghi à ở đây ghi là không đổi. Trời ơi cái tiệm không có giấy phép mà mình không biết. Không đổi hả? Không có giấy phép gì không thấy. Ủa không đổi mà bọc thành ở đây đổi mà. À vậy là ở đây bánh vàng. Đâu có được đổi ngoại tệ. Bán đổi ngoại tệ là phải có giấy phép. Xin lỗi. Ai ơi quá kêu. Không có được mọi người không có được đổi ngoại tệ. Mọi người mua trang sức thôi. Chỗ mà Tâm ăn lăn xương là ở số 890 Tháp Bà. Hello mọi người, Tâm với tất cả các anh chị em đã về đến nhà và đã tắm rửa sạch sẽ, thơm tho. Bởi vì là ngày mai là mọi người về hết rồi. Bây giờ Tâm sẽ skin care nhanh nhanh ra cho mọi người nha. Đầu tiên là toner. Tâm không có sử dụng cái miếng bông trang điểm. Tại vì một á, là nó sẽ hạn chế rác thải ra môi trường. Cái thứ hai á, nó cũng sẽ tiết kiệm được toner cho mình. Cái thứ ba đó chính là ngày xưa á, ta tin là sau khi rửa mặt xong á, mình phải bỏ toner vào một cái miếng bông trang điểm. Mình test lại một lần nữa là coi thử da đã sạch chưa thì đó là sai. Bởi vì sữa rửa mặt, double cleansing, rửa bằng cốc dầu trước sau đó rửa bằng sữa rửa mặt là đáng ra là phải làm sạch da rồi. Nhưng cái bước toner này chỉ là một cái bước thêm để làm mềm da và để cân bằng độ pH rồi làm thêm, lại khác là bắt đầu là vô bước skin care rồi thôi. Chứ toner không phải là một cái bước để mà làm sạch da thêm. Cho nên nếu mà các bạn nghĩ là toner là để làm sạch da thêm thì không phải nha. Cho nên Tâm dần đã không còn xài cái miếng bông tẩy trang để mà sử dụng như toner nữa. Sau bước toner thì tới serum, Tâm mà Tâm thích bỏ lên mặt. Hôm nay Tâm đi ở ngoài nắng hơi nhiều á, nên Tâm sẽ dưỡng da kỹ một tí. Chưa gì Tâm đã thấy rác rác ở đây nè. Tâm mà thấy hơi rác rác thôi nhưng mà không đến nổi. Anh Kim, anh trai Tâm á, là hai cái má nó đỏ ửng ở đây luôn nè. Không biết vì sao. Các bạn có thể bỏ vào lòng bàn tay và áp lên mặt cũng được, nhưng mà Tâm thích bỏ thẳng lên trên da hơn. Sau đó là tới Orbitin. Orbitin là để làm sáng da mờ những cái đốt mà thâm mụn hoặc là bị đậm màu á, hyperpigmentation á. Tiếp theo Tâm sẽ bôi, Tâm lấy kéo mẹ Tâm. Tâm sẽ bôi mụn. Nói chung là xài đồ á, đồ chùa, đồ kéo của mẹ. Không phải đồ chùa, đồ mình mua mà, chỉ là không phải đồ của mình thôi. Nhưng mà mình mượn tí mà. Đó, bôi kỹ kỹ tí tại vì hôm nay đi ra ngoài nắng. Đó, nhẹ nhàng. Sau bước serum á, là Tâm sẽ sử dụng cái máy sáng này. Máy Label Sonic and Ion Tone. Và sáng nay là các bạn đã thấy được là nó có thể lấy được mụn đen rồi tế bào chết này nọ đúng không? Thì bây giờ các bạn chỉ cần bật này. Sáng nay là bật đèn màu xanh đúng không? Bây giờ bật đèn màu đỏ. Đó. Sau đó các bạn áp vào đây. Các bạn lật ngược lại nha. Sáng nay là cần phải làm như vậy đúng không? Mới đẩy được. Bây giờ phải làm ngược lại. Đó. Ủa nó bịt đảo. Các bạn có thể cho serum lên da từ từ để đảm bảo rằng là da luôn có một độ ẩm nhất định khi đi máy mà không tốn quá nhiều serum hay cần phải xịt thêm khoáng nha. Các bạn sử dụng cái này trong 3-5 phút thì nó sẽ giúp cho tinh chất được thấm tốt hơn. Thật ra bình thường á, trong một tuần Tâm cũng sử dụng máy này một vài lần thôi. Những cái lần nào mà Tâm cảm thấy là da Tâm cần
được chăm sóc kỹ hơn. Khi mà Tâm cần cái tinh chất nó đi sâu hơn vào da, Tâm sẽ sử dụng cái máy này. Còn bình thường mà dưỡng da nhanh để đi ngủ thì cũng không cần. Đó, nhưng mà bởi vì hôm nay là Tâm thấy Tâm đi nắng nhiều, Tâm thấy là rất là cần thiết. Máy này sẽ đẩy sâu cái tinh chất vào da hơn. Cái đầu kia là để lấy đi nha, còn đầu này là đẩy vô. Khi sử dụng máy thực hiện chức năng đẩy ion, tăng cường khả năng hấp thụ dưỡng chất từ mỹ phẩm vào da, thì tay của người dùng phải chạm vào phần đuôi máy như thế này để tạo thành dòng ion. Bây giờ Tâm sẽ bôi thêm một lớp oil, facial oil, lớp dầu nữa. Đây là dầu rose hip seed oil để cho da gọi là được cấp ẩm thêm miếng. Tâm đã bôi dưỡng môi trước đó rồi, cho nên thôi bây giờ là đã xong rồi hen. Các bạn đừng quên like video này cho Tâm, subscribe kênh Ngọc Thanh Tâm Official và bấm cái chuông để nhận video mới mỗi thứ tư và thứ năm hàng tuần nha. Cảm ơn các bạn.